Em chào sếp ạ. Cô ngồi đi. Đây là tài liệu của công ty Phương Trung nhé. Cô xem đi, nếu mà có gì không hiểu thì hỏi tôi. Theo em thấy thì tài liệu này khá là ổn đấy ạ. Lần này thì anh tin là em ạ. Được rồi, công ty Phương Trung ạ là công ty rất đang phát triển, nên là chúng ta phải cố gắng để giành được cơ hội hợp tác ở bên đấy nhá. Nếu mà cô lần này mà làm tốt, tôi sẽ tăng lương cho cô. Vâng, lần này em nhất định cố gắng anh ạ. Nếu không còn việc gì nữa thì em đi làm việc anh ạ. Mà tôi bảo chủ tịch bên công ty Phương Trung á, anh ấy rất là thích giản dị với lại những thứ chất phát ấy. Mà đang đợt này nghỉ dịch thì anh đang quê, cô thử về quê một chuyến xem, biết đâu tao đột phá ấy. Về quê à? Dạ vâng ạ, rồi em sẽ cố gắng anh ạ. Thì cố gắng nhá, thôi không việc gì nữa, cô đi làm đi. Vâng ạ, em xin chào chủ tịch. Đi khu nhà quê mà, đường thì bẩn, chả thấy bóng người nào nữa. Có những người thích sống ở đây cũng biết chứ, cũng là kỳ lạ. Bây giờ rồi anh biết. Này cô gì ơi, đường phố nó sạch đẹp thế này, sao cô lại vứt rác bừa bãi như thế? Anh là ai mà xem một chuyện của tôi? Tôi thích vứt rác ở đâu là quyền của tôi chứ. Tôi vô duyên vừa thôi. Cô nói như vậy là không đúng rồi. Con người sống phải có ý thức chứ. Rác thì phải vứt vào thùng rác. Chứ mỗi người ai mà cũng như cô vứt rác bừa bãi như này thì đường phố đâu có sạch đẹp được. Này, anh định dạy đời tôi đấy à? Này nhá, đã là đứa nhà quê ấy, thì đừng có lên mặt dạy đời người khác. Cô nói như vậy mà nghe được à? Nhà quê thì sao? Nhà quê không làm hại ai và cũng không lấy gì của cô, mà lại không có quyền được lên tiếng. Đúng rồi, đã là loại nhà quê ấy thì là đáng bị khinh rồi, chứ nói gì là lấy của ai hay làm hại ai cái gì. Cô cũng là vô văn hóa mà. Này này, mày nói ai vô văn hóa đấy à? Xem lại bản thân mình đi, trông phát tởm mình chứ. Cô khinh thường người nhà quê à? Vậy cô thử nhìn trên người cô xem, cái bộ đồ mà cô mặc có phải là từ nhà quê mà ra không? Đúng là cái loại nhà quê mà. Mày thì biết cái gì? Này nhá, tao đây đi ăn thì toàn ăn nhà hàng cao cấp thôi, còn đồ tao mặc ý toàn là nhập khẩu từ nước ngoài thôi. Cái bộ đồ mà tao đang mặc trên người ấy này, có khi cả tháng mày cưới quốc cũng chả mua nổi đâu nhá. Thì đã làm sao, sang trọng như cô ấy mà không có ý thức thì cũng chẳng ra gì đâu. Ngoài kia ấy còn đầy lũ nhà quê như mày ấy, còn mong sự giúp đỡ của những người như tao đây này. Nói mới nhớ, chắc là mày lại định đến gây sự với tao rồi trò xin tiền đúng không? Rồi ơi, đúng cái lũ nhà quê mạt hạ, trả được cái tích sự cho xã hội. Cô thôi đi, từ nãy đến giờ cô khinh tưởng tôi hơi nhiều rồi đấy. Thôi, mày vòng vo tam quốc vừa thôi, vào thẳng vấn đề đi. Muốn xin tiền đúng không? Thế thì đừng có giờ ở đây giở trò dạy đời người khác làm gì nữa. Cô đừng có nghĩ xấu người khác như vậy. Lông dân tuy khổ cực, đôi khi khó khăn thật đấy, nhưng chẳng bao giờ bần cùng đến nỗi phải dựng chuyện để xin tiền người khác đâu. Mày nói thế thì tao mới biết thêm về gia cảnh nhà mày đấy. Chắc là nhà mày không có tivi đúng không? Là không biết rằng thời sự chiếu đầy những cái vụ ấy mà lừa đảo rồi cướp tài sản đấy. Những cái loại người như thế đều xuất thân từ lũ nhà quê chúng mày đấy. Cô... Sao? Tao là trúng tim đen à? Hả? Này, đừng có nghĩ động được vào tao. Động vào tao là mày không xong rồi nhá. Được, nếu cô đã khinh thường ở nhà quê chúng tôi như vậy thì tại sao cô còn xuất hiện ở quê hương tôi làm gì? Thì chẳng qua tao có chút việc thôi, tao phải nhẫn nhục đến đây đấy mày biết không? Chứ chẳng qua tao, thực ra tao chả thích gì cái xó này đâu. Chả hiểu cô xuất thân từ đâu, gia đình cô danh giá như thế nào mà lại có cái thói vô văn hóa, vô đạo đức như vậy đấy. Nãy giờ là tao để mày dạy đời tao hơi bị lâu rồi đấy nhá. Mày có câm mồm không bảo? Không đừng có trách là tao gọi người ra xử lý mày đấy. Tôi không làm gì sai cả, nên là tôi không sợ điều gì. Cô thử gọi người ra đây xem, họ làm gì được tôi. Mày... Thôi, ở đây cãi nhau với cái loại nghèo hèn như mày ấy, làm tao mất thời gian lắm. Hãm. Con người, chẳng ra làm sao. Công nhận là chủ tịch mà. Alo ạ, em chào chủ tịch ạ. Dạ vâng, em đến đây rồi ạ. Vâng, chủ tịch yên tâm. Vâng, rồi. Vâng, em chào chủ tịch.
cô đã hỏi tôi cô đấy. Tôi mới là người hỏi cô là cô làm gì ở nhà tôi đấy. Cái gì cơ? Cái gì cơ mà tao nghe rõ nào? Cái nhà mày á? Này, mày đừng nghĩ trước mày làm bảo vệ ở đây xong rồi tưởng tao không biết nên nhận vô làm chủ nhà đúng không? Này nhá, trước khi định lừa ai thì xem lại bản thân mình có hợp lý không chứ. Ăn mặc như thế này mày nghĩ tao tin à? Thôi, mày đi có giả vờ giả vịt á. Mà cũng nhận đi, ủa sao tao với cái loại bảo vệ như mày oan gia ngõ hẹp phết nhỉ? Cô quá đáng nó vừa thôi. Mà thôi, cô là con gái nên tôi cũng không chấp. Này, mày đi đâu đấy à? Mày có biết tao là khách của chủ tịch Thành không? Bảo vệ thấy khách mà không mời vào nhà đấy à? Thì ra cô đến đây để gặp chủ tịch sao? Đúng rồi đấy, không lẽ đến gặp mày à? Này nhá, không vì đến gặp chủ tịch ý, tao không chấp nhận đến cái quê bẩn thỉu thế này đâu nhá. Nên bảo vệ mau mời tao vào nhà chứ. Xin lỗi cô, gia đình này không chào đón cô. Cái thằng này, mày làm bảo vệ mà nói thế với khách à? Hay là nãy cưng không lấy được tiền của chị nên giờ không cho chị vào đúng không? Thôi rồi, đây. Thôi rồi, nếu mà chú cần tiền quá ấy thì chị cho. Để tình chú lắm ấy, là chú làm bảo vệ cho chủ tịch nên chị mới cho ấy nhá. Con này cầm lấy đi, lát chủ tịch mà hỏi gì với chị nhớ nói tốt một tí nhá. Này cầm lấy. Tôi không cần tiền của cô. Sao? Trễ ít à? Đã nghèo giả bộ thanh cao không lấy ấy thì đây càng còn nhá. Không ngờ là một thằng bảo vệ nghèo hèn mà dám hỗn láo với tao à? Khôn hồn thì mở cửa tiếp khách đi nhá. Không lát tao làm công việc với cả chủ tịch ấy, để rồi tao bảo chủ tịch đuổi việc mày nhá. Tôi nghĩ là cô lên đi về đi. Vì công việc mà cô muốn bàn với chủ tịch ấy sẽ không xảy ra được đâu. Ý mày là sao? Ý gì sao? Ý của tôi ấy là mời cô đi khỏi nơi này. Ở đây không chào đón cô. Mày sao? Cô đừng có tưởng mình giàu sang, có tiền là thích làm gì cũng được nhá. Mày mày im mồm tao. Tôi như vậy đấy thì sao? Cô đứng trước cửa nhà tôi mà cô dám lộng hành đánh người à? Mày được lắm. Lần này mày không xong rồi. Tao tha cho mày đâu. Cô làm cái gì được? Cô đang gọi cho tôi đấy. Anh là chủ tịch á? Đúng rồi, tôi chính là chủ tịch đấy. Người mà từ nãy đến giờ cô khinh thường và cô chửi đấy. Tôi sao lại có thể được? Sao lại không thể? Thôi, cô gặp được chủ tịch rồi. Tôi nghĩ là cô nên đi về thôi. Anh nãy giờ chỉ là hiểu lầm thôi anh ạ. Em nghĩ anh là cái loại kiểu đi lừa gạt người khác thôi anh ạ. Chứ anh em xin lỗi ạ. Hiểu lầm sao? Cô khinh thường người khác một cách thậm tệ như vậy. Giờ cô lại nói là hiểu lầm à? Cái cốc ấy vỡ đi rồi ấy, không làm lành được đâu. Tôi không biết cô làm ở công ty nào. Và tôi cũng không biết công ty cô lớn cỡ nào. Mà cô lại coi mình là mẹ thiên hạ như vậy. Thôi, tôi không muốn làm việc với cô đâu, cô đi về đi. Chỉ là dăm ba cái chữ ký của thằng nhà quê ghẻ thôi mà. Nhá, chứ công ty của tao ấy mà không ký được hợp đồng với mày chả chết đâu. Tưởng tao cần lắm chắc. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Cô ngồi đi. Thế hợp đồng hôm qua sao rồi? Dạ là hôm qua em có đến quê nhà của anh ta ạ. Nhưng mà rất là bất ngờ là hoàn cảnh của anh ta thì không như cái mác đâu ạ. Kiểu đã thế thì em gặp thì anh ta lại còn vô cùng thô lỗ với em. Thế em quyết định là không ký hợp đồng vì em sợ công ty mình bị lừa. Có chuyện như vậy hả? Vâng. Tôi nghe nói là chủ tịch bên đấy là người rất chất phát và anh ta thích những thứ bình dị mà lại có cách hành xử như vậy sao? Đúng rồi đấy ạ, em đã về quê của anh ta và xong rồi thể hiện vô cùng tôn trọng. Nhưng mà anh ta lại không hề tôn trọng công ty mình anh ạ. Thế nên là em nghĩ là khi mình ký hợp đồng với người khác ấy, thì cũng cần phải xem lại thái độ của người ta ấy. Thì thế thì vất vả cho cô quá rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà không biết là vất vả thế thì cô có nên nghỉ việc không nhỉ?
Là sao ạ? Ý gì thì cô phải tự biết chứ. Cô vẫn còn tỏ ra ngây thơ được à? Em... Vào đi. Ơ, là mày à? Tôi không thể ngờ cô lại có thể đi bịa chuyện người khác một cách vô lý như vậy đấy. Tưởng cô làm ở đâu? Thì ra cô làm ở công ty gạch studio này à? Mày ngồi. Chuyện chủ tịch Thành vừa nói có đúng hay không? Dạ. Có mặt tôi ở đây thì cô ta đâu có dám nói dối nữa. Thắng ạ, à, tôi không thể ngờ cậu lại có một cô thư ký vô văn hóa và khinh thường người khác như vậy đấy. Chuyện này thì tôi thành thật là rất xin lỗi anh. Còn cô á, dọn đồ và nghỉ việc luôn đi cho tôi. Chủ tịch, tôi đã nói với cô là hợp đồng này rất là quan trọng, vậy mà cô lại làm mọi thứ đi quá xa và tệ như vậy. Thì tôi nghĩ là cô không nên ở đây làm việc làm gì nữa đâu. Chủ tịch ạ, em biết lỗi rồi, chủ tịch đuổi việc em đúng không ạ? Thưa quý chủ tịch công ty Phương Trung ạ, tôi cũng biết lỗi rồi, thì anh có thể tha lỗi cho tôi và nói đỡ hộ tôi được không ạ? Người nhà quê như tôi ấy không dám nhận lời xin lỗi của cô đâu. Mà tôi nói cho cô hay đi này, tôi không biết là cô sinh ra ở đâu, giàu có hay gì, nhưng mà hầu hết tất cả mọi người đều sinh ra từ các vùng quê. Cô không sinh ra ở vùng quê, nhưng mà người thân của cô và ngay cả chủ tịch của cô cũng sinh ra ở vùng quê đấy. Cô sỉ nhục người khác, coi thường người khác là quê mùa, thì chính bản thân cô cũng đang tự sỉ nhục những người thân và chủ tịch của mình đấy. Dạ, tôi... Thôi, cô đi ra khỏi phòng làm việc của tôi đi, tôi còn làm việc. Chủ tịch, cô đi nhanh đi, đừng có tôi phải gọi bảo vệ. Còn một lần nữa tôi xin lỗi anh về chuyện không đáng có vừa qua. Còn bây giờ chúng ta có phòng làm việc của tôi, chúng ta bàn lại về hợp đồng nhé. Chủ tịch. Chủ tịch ơi.